Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu nha mọi người. Hôm nay thì video này sẽ là cần tay trợ máy và cần tay nha mọi người. Cần tay máy phụ thì có mấy con này. Bây giờ mình sẽ từng con một nhé. Đây, cái cần này thì giờ cái tay hiệu của nó thì nó mất rồi. Tay máy phụ này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 70%, hình cây này khoảng 70%, có nắp chụp đại nha mọi người. Đây, mình coi những cái fan này của nó, đây, fan ôm sát nó, fan của nó kiểu như thế này nha mọi người. Đấy, fan của nó kiểu này này. Đấy, người ta buộc như thế. Thì cần tay máy phụ này, phàn tí tẹo thì teo đây này, phần này mắc phàn. Tay máy phụ thì mọi người biết rồi, phàn thì đơn giản rồi, mọi người về cái nào mắc thì cọt thôi, nó chỉ đơn giản là một sợi sợi thép rồi thôi mà. Đây mắc cái nên đấy mọi người. Cần này một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng nha mọi người, 8 lóng, cần này 8 lóng. Đây, cái cần này dài 6,3 này, thu vào là 95 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 540 g, giá tiền của cây này 200.000, 200.000 nha mọi người, số 1 200.000. Số 1 200.000 nhé. Tiếp theo là cái cần hiệu gì đây? Đây. Đây nha mọi người. Còn một cái tem này thôi. Đấy, chất liệu là phíp nha mọi người. Cần tay máy phụ đây. Đọt mảnh này, phan này. Đấy, phan cần tay máy phụ thì mình nói cho mọi người biết thôi. Còn những cái phan mà có phan nào nó hư thì mọi người về cọc lại rất đơn giản nha mọi người. Đây, như chỗ này thì như không biết có phan không mà không thấy phan. Đấy. Đấy, có này. Đó là mắc một cái phan ở đầu kia. Đấy, còn có. Đấy. Như đưa ra là thiếu một cái phan. Chỗ này chỉ hơi sổ cái dây nhựa hơi sổ tí thôi. Đấy, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn nha mọi người, sáu đoạn tất cả. Cây này dài 4,5 m, thu vào 89 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 65 ly, cân nặng là 260 g. 260 g. Cây này cái nắp đại phía sau này nó bị mất rồi nha mọi người. Nắp đại phía sau này bị mất rồi. Mọi người về chế nắp su vào đây nhé, chế cái nắp su vào đây. Đây là cây số 2, giá 200.000. Hai giá 200 nha mọi người. Tiếp theo số 3 là một cái cần này, cũng cần tay máy phụ Olympic, hiệu Olympic. Ngoại hình của cây này thì 85-90%. Đấy, 85-90% nha mọi người. Đấy, dàn fan này. Một fan, còn ok hết không? Rất là mảnh. Đầy đủ fan nha mọi người, đầy đủ fan. Đầy fan đầy đủ. Bát thường.
Này. Nó dài 3,2 m, thu vào 89 cm, đường kính đục đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 3. Giá 100, giá 260.000 nha mọi người. Số 3. 260.000. Số 3 260.000. Tiếp theo, một cây cần tay máy phụ tiếp. Cây cần này là của Ryobi nha mọi người. Chất liệu là Fib. Ngoại hình của cây này thì 90-95%. Đây. Nhìn nước sơn rất là đẹp. Này. Đọt của nó rất là mảnh. Thiếu một cái fan. Thiếu không ta? Không biết chỗ đây có thiếu không? Như không thiếu nha mọi người, không thiếu, không thiếu fan, đầy đủ mọi người, đầy đủ fan. Đấy, bát Fuji này, Fuji FS6 nhé. Cây này dài 4,5 m, thu vào là 1,03 m, đường kính đột đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 260 g. Cây này 290. Số 4, 290. Đúng, 290 rồi. Rồi, tiếp theo. Số 5 là một cây cần tay, chất liệu là Fib. Hiệu gì thì không rõ nữa rồi. Ngoại hình của cây này được 70% trở lên nha mọi người, 70-75% trở lên. Đấy. Một lóng này. Đọc này. Một lóng 2 3 4 5. 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng. Cái này dài 4,2 m, thu vào là 1 m, đường kính đục đỉnh là 1 ly, cân nặng là 180 g. Cái này cái số 5. 130. 5 130. Số 6. 6 là một cây cần hiệu, cái hiệu hình con cá này, cái gì mình quay mất rồi. Đấy. Cái này thì đúng nội địa Nhật chắc cú luôn, cái hiệu hình con cá này nội địa đây. Cái này chất liệu là Fib nha mọi người. Ngoại hình 75-80% trở lên, nước sơn nó rất là bóng. Đọt này. Một lóng, 2 lóng 3 4 5 6 7. 7 lóng tất cả nha mọi người. Đấy. Cây này dài 5,4 m, thu vào là 89 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 420 g. Cây này cây số 6, giá 200 nha mọi người. Giá 200. Tiếp theo, cái cần số 7. Số 7 đây, cũng có cái chữ này thôi. Còn hiệu gì giờ mình cũng chịu đâu. Đây là cái cần chất liệu Fib nha mọi người, chất liệu Fib. Cái cần này á thì ngày xưa người ta có trợ máy, người ta có gắn máy, người ta trợ máy vào đây này. Nhưng mà giờ thì người ta cũng bỏ luôn máy rồi. Trợ máy, cái cần này là cần tay, sau này người ta trợ máy xong rồi người ta cũng bỏ máy nha mọi người. Cái đúng ra cái cần này là cần tay này, cái đọt to đụng này. Ui sao mà cái này có cái đọt carbon luôn này. Đấy, đọt carbon luôn nha mọi người. Đấy, có cái thanh chỗ này carbon, đọt chỗ này thì thủy tinh rồi này. Khá là cứng cáp này. Cái này carbon luôn rồi ta. Ồ, cây này người ta chế nhiều đọt rồi nha mọi người, người ta chế nhiều lóng khác nhau rồi nha mọi người. Đây, chỗ này carbon này, chỗ này thì cái lóng của cái cần khác này. Đấy, nói chung là cái cần này cần chế rồi. Đấy, tùm lum. Đấy, chế tùm lum thứ vào đây. Một lóng, 2 lóng 3 lóng 4 lóng, cũng được 5 lóng. Cần chế 5 lóng, dài 4 m, thu vào
95 cm, đường kính đọc đỉnh là 1,1 ly, cân nặng là 210 g. Đấy, đây là cây số 7, 140, số 7 140.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 8 là cái cần tay kinh thân. Cái này thì sản xuất China, xuất Nhật. Cái này chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cây này thì 85-90% trở lên. Năm lóng tất cả nha mọi người, năm lóng đó. Đẹp. Cần là dài 4,5 m, thu vào là 1,04 m, đường kính đột đỉnh là 1 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cái số 8 giá 140.000. Tiếp theo cần số 9 là một cây cần tay, cũng không thấy tên hiệu gì. Đấy, ngoại hình của cây này thì 75% trở lên. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Đọc đây. Đọc cũng khá là cứng cáp nha mọi người. Đấy, 1 2 3 4 lóng tất cả, 4 lóng. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào 1,03 m, đường kính đột đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 140 g, giá tiền của nó 140.000. Số 9. Tiếp theo lại là một cây cần tay, chất liệu là phíp, còn hãng thì không thấy tên nữa. Ngoại hình của cây này thì 75% trở lên nha mọi người, 75-80% trở lên. Đấy, đọt này, đọt cũng khá là cứng cáp nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 4 lóng luôn. 4 lóng, cây này dài 3,4 m, thu vào là 1,06 m, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly, cân nặng là 140 g. Cây này, cây số 10, 150.000. 11, đây là cây cần hiệu Club Ten. Đây, đây là Taiwan hay China ta. Đấy, Taiwan hay China gì đấy. Cái cần này thì chất liệu phíp, ngoại hình của nó khoảng 70% nha mọi người, ngoại hình khoảng 70%. À, cái này không phải cái cần mọi người, nhầm rồi. Đây không phải là cái cần nhé, đây là cây vợt, đây là cây vợt nha mọi người, đây là cây vợt. Cây này để gắn cái đầu vợt và hoặc đầu xỉa, tùy mình nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 lóng. Cái vật này 5 lóng. Đi cao xài cái vật nó rất là sang nha mọi người. Đấy, cái vật 5 lóng. Cái vật này dài 4,7 m, thu vào là 1,14 m này, cân nặng của nó là 540 g. Cái này cây số 11. 350.000. Cái này cái vật nha mọi người, chứ không phải là cái cần. Tiếp theo là một cái cần chất liệu là phíp, hãng gì đây, Nissin, chất liệu phíp Nissin nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75% trở lên. Đấy, bàn tay nó bị xước xát này, chỗ này nó nứt này, đọt này nó hay nứt nhé. Nứt chỗ này đơn giản mọi người về lấy dây nhỡ quấn chỗ này xong nhỏ keo vào là xong rồi.
sửa mấy cái này nó đơn giản, tại mấy cái đầu này tốt nhất là nên quấn như vậy, nó kêu là ok luôn. Đấy. Đọt mảnh này. 1 2 3 4 5 6 6 lóng tất cả. Này. Cái này dài 5 mét rưỡi, thu vào 1m02, đường kính đục đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 300 gram. Cái này cái số 12. Đây. Cái này 180. Số 13 là một cây cần có bị kinh thân này, cần tay chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình cây này thì khoảng 90-95% trở lên, rất là đẹp này, đọt mảnh này. 1 2 3 4 5 này, nước sơn rất là đẹp nha mọi người, mới đấy. Dài 4m4 này, thu vào là 1m4 này, đường kính đục đỉnh là 1 ly, cân nặng là 160 gram. Cái này cái số 13, 180 nghìn. Và 180 nghìn nha mọi người. Số 14. Đây, cái cần hiệu gì đây, KTI. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của nó thì khoảng 90% trở lên. Đấy. Đọt mảnh này. 1 2 3 4 5. Nó cũng 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Còn dài. Cái này dài 4m3, thu vào là 1m02, đường kính đục đỉnh là 0,8 ly, cân nặng 160 gram. Cái này giá tiền là cái số 14, 150 nghìn. Nha mọi người. Tiếp theo số 15 là một cái cần tay của thằng Apollo. Apollo nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 80% ở đây. Đây, đầu của nó. Cái này sơn dính nha mọi người, sơn dính cả nó được này, sơn dính. Đấy. 1 2. Đọt chỗ này mình thấy chỗ đoạn nối này thấy nó bị toe nha mọi người. Toe. Mọi người về quấn dây nhựa chỗ này, chỗ này đoạn nối nha mọi người, đoạn nối toe. Mọi người biết là cái đọt nó có một cái đoạn dài nối xuống đây này. Đấy. Mọi người quấn dây nhựa vào đây nhé, quấn nhựa xong nhỏ keo. Ok. 2 2. Mình thấy như là cái cần này giống như là 2 3 4 5 6. 6 lóng tất cả mọi người, 6 lóng. 6 lóng. Cái gần này dài 5m3, thu vào 1m03, đường kính đục đỉnh 1 ly, cân nặng là 380 gram. Đây, cái gần này số 15. Gần này bán 190 nghìn. 15, 190 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, gần số 16 là cái gần hiệu Kisu. Đây. Cần này thì chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của nó khoảng 85% trở lên. Đấy. Đọt lớn này. Đấy. Đọt này thì mình nghĩ là hình như nó bị thay cái đọt rồi, bị thay đọt rồi nha mọi người. Đấy. Màu nó khác này, nghi chắc là thay đọt rồi. 1 2 3 4 5
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lắm nha mọi người, 6 lắm tất cả. Cái cần này dài 5x3, thu vào 1m03, đường kính đột đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 320g. Đấy, cái cần này giá 300 luôn rồi đó. Không, cái cần này cái cần số 16, giá 240 nha mọi người. Mình thấy cái đọt hình như nó bị thay rồi. Nè. Cái cần đai qua, cần tay đai qua. Chất liệu là phíp nha mọi người. Tay đai qua chất liệu là phíp. Nè, đọt của nó. Đọt của nó khá là chuẩn, khá là ngon nha mọi người. 1 2 3. Nó có 3 lóng tất cả. Đọt cứng cáp. Nè. 3 lóng tất cả. Cần này dài 2m8, thu vào 1m04, đường kính đột đỉnh của nó là 1,3 ly, cân nặng là 140g. Cái này cái số 17, một trăm năm mươi nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 18, tiếp tục là một cây cần tay đai qua, chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này thì 90-95% trở lên. Đấy, còn có cái nắp đại này luôn. Đọt của nó mảnh nhé. 1 2 3 4 5 6 7, 7 lóng nha mọi người, 7 lóng. Cần tay đeo qua chất liệu phíp, 7 lóng. Dài 5m2, thu vào 93cm, đường kính đột đỉnh là 0,9 ly, cân nặng là 380g. Đây, cây này cây số 18, 201 nha mọi người. Tiếp theo là một cây cần tay đai qua nữa. Đấy, cây cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 85%. Đấy, đọt thì mảnh này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, nó có cả 9 lóng nha mọi người, 9 lóng. Chín lắm tất cả. Thì cái cần này dài 3m2, thu vào là 47cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 100g. Cái này cái số 19, 150 nghìn. Cái số 20 cũng là cây kết thúc video này của mình. Cây cần tay cái hiệu gì đây, đủ điện nhặt luôn. Đấy, cái này thì chất liệu phíp nha mọi người, ngoại hình cái này khoảng cỡ 90%, 90-95%. Này, đọt mảnh này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 lóng tất cả nha mọi người, 12 lóng. Cần là dài 4m4, thu vào là 47cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 180g, giá 200. Cái này cây số 20, 200. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99.
mọi người mua đồ cao á, thì mình sẽ ship code, và đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship cho mọi người. Và mọi người nhận hàng bắt buộc phải mở hàng ra kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhận hàng nha mọi người. Đấy, tránh trường hợp là bể vỡ ai ni kia hay sai sót gì, đấy là có thể trả hàng ngay. Còn nếu mọi người đã nhận hàng xong rồi mọi người mới mở ra coi kiểm tra, lúc đấy thì mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Mọi người thông cảm, tránh mắc lầm. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.